Ngày 4 tháng 8, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Châu Phú A tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 7, khóa 12, kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023. Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và công tác vận động cất nhà đại đoàn kết năm 2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của đại biểu cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân phường và thông qua các tờ trình từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Châu Phố A tiếp tục phát triển hầu hết các chỉ tiêu đều đạt theo kế hoạch công tác trật tự đô thị trật tự xây dựng vệ sinh môi trường được tăng cường kiểm tra thường xuyên an sinh xã hội được chú trọng tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định nhiệm vụ quốc phòng được quan tâm thực hiện tốt giao quân đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Sau một buổi làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, kỳ họp thường lệ lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân phường cho phố A khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình làm việc. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường cho phố A nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành và dược mức các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2023.